để phân tích được ánh sáng trắng, trước tiên chúng ta chuẩn bị một chùm ánh sáng hẹp. Bây giờ tôi sẽ sử dụng một tấm lọc màu đỏ. Khi trắng tấm lọc màu đỏ thì ánh sáng trắng khi đi xuyên qua tấm lọc màu đỏ sẽ biến thành màu đỏ. Điều này chứng tỏ rằng trong chùm ánh sáng trắng này có ánh sáng màu đỏ. Khi sử dụng một nửa khối trụ trong suốt cho ánh sáng đỏ xuyên qua, ta thấy hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Từ đây chúng ta sẽ có thí nghiệm. Trước tiên tôi sử dụng một lăng kính trong suốt. Khi chiếu chùm sáng trắng đi qua, nó bị khúc xạ và chùm tia phát ra được hứng trên một tấm bìa màu trắng. Các bạn quan sát thấy một dãy màu theo đúng thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đây chính là dãy màu ánh sáng đã được phân tích từ ánh sáng trắng. Như vậy, lăng kính có tác dụng phân tích ánh sáng trắng thành 7 ánh sáng màu. Quay lại trường hợp trước, khi chúng ta sử dụng một nửa khối trụ hứng chùm tia ánh sáng trắng, thì các bạn quan sát hiện tượng. Như vậy, khi chúng ta di chuyển càng xa tấm bìa, thì chùm sáng này càng rõ nét khi phân thành 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Như vậy, một phần của khối cầu chúng ta cũng có thể sử dụng để phân tích chùm sáng trắng thành 7 ánh sáng màu riêng biệt. Đây cũng chính là 7 màu của sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Và 7 màu này luôn luôn nằm đúng thứ tự của nó. Trong tự nhiên, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp về hiện tượng phân tích ánh sáng trắng giao thành ánh sáng màu. Ví dụ như 7 sắc cầu vồng, hay là chúng ta nhìn thấy trên những bọt xà phòng hoặc ván dầu mỡ, thì chúng ta cũng thấy được hiện tượng này. Rất mong video mang đến điều bổ ích cho các bạn. Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.